Hello, chào các bạn. Mấy ngày nay coi trên Facebook thì thấy có cái trang web Hoài Linh Cô, thì thấy ca sĩ Phan Đình Tùng có nói về những cái vấn đề là nhà mạng móc túi người dân, móc túi những người sử dụng điện thoại, những cái dịch vụ mà mình không có dùng, mình không có đăng ký mà mình vẫn phải trả tiền hàng tháng, và hàng ngày mình phải nhận những cái tin nhắn mà mình gọi là tin nhắn rác đó. Thì hàng ngày mình nhận tin nhắn rác và mình phải trả tiền cho những cái dịch vụ đó, thì trung bình của những cái dịch vụ đó là từ 1.000 đồng tới 2.000 đồng hoặc là 5.000 đồng một ngày đó, cho nên chi phí rất là lớn. Thì như các đã biết, ở nhà tôi là có 5 người thì có tới 10 cái điện thoại, 5 cái điện thoại alo và 5 cái điện thoại smartphone để mà chơi. Thì nãy giờ tôi cũng đã test thử, mấy cái điện thoại ở nhà và điện thoại của tôi thử xem coi Đình Tùng có nói có chính xác hay không. Thì sau khi kiểm tra những cái sim ở đây thì tôi thấy rằng là rút ra một cái kinh nghiệm như sau. Một là những cái sim, ví dụ như có những cái sim tôi mới mua, sim 4G hoặc là 3G mới mua để cho tôi xài cái 4G, hoặc là mua cho mấy đứa con nó xài cái sim nào mới mua đó, thì sau khi kiểm tra là không có đăng ký một cái dịch vụ nào hết. Còn những cái sim cũ như của tôi xài đó, rồi của bà xã, rồi của hai đứa lớn xài cách đây là từ hồi lớp 6 đến giờ, giờ lên tới lớp 12 rồi, thì cũng năm năm sáu bảy năm đây rồi. Thì những cái sim nào mà mình dùng lâu rồi á, thì trong đó có, sau khi kiểm tra thì mình thấy rằng có dính ít nhất là một dịch vụ cho tới hai dịch vụ đó. Chi phí thiệt hại là mỗi một là 2.000 đồng một ngày cho một dịch vụ, thì một tháng là như cái điện thoại iPhone này của thằng nhóc là không biết dính dịch vụ này từ hồi nào đó, mà một ngày nó trừ 2.000 đồng, một tháng thì 600.000 đồng rồi, và một năm nay là trừ 720.000 đồng đó, rất là bởi tiền sau lại mau hết như thế. Thì đây là thực tế là tôi đã kiểm tra cái điện thoại của thằng bé. Thì cái cách kiểm tra đó, các bạn có thể soạn tin nhắn, nếu các bạn xài mobile thì soạn tin nhắn KT gửi 994, còn nếu mà xài Vina thì soạn TK gửi 123, còn nếu các bạn là xài Viettel thì soạn đó TC gửi 1228. Thì nhà mạng sẽ gửi cho mình một tin nhắn, trong đó thông báo là các bạn đã sử dụng bao nhiêu cái dịch vụ trong đó, và các bạn chỉ việc bấm chữ hủy đó, và gửi gửi theo cái trong tin nhắn đó nó có ghi cái số điện thoại, thường là 4 số, thì gắn chữ hủy và gửi ngược lại theo 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 cái hướng dẫn trong đó, thì bạn sẽ được hủy dịch vụ. Và khi đó các bạn sẽ nhận được một cái thông báo là bạn đã hủy dịch vụ đó, và nếu muốn đăng ký lại thì bấm TK đăng ký gì đó, thì lúc đó nó sẽ hiện lên cái giá tiền là cái gói cước dịch vụ đó là mấy ngàn đồng một ngày, hay là tuần, hay là tháng, tùy đó. Thì như là cái máy của tôi thì cũng lâu rồi tôi xài, nay là cũng là mười mấy 17 năm rồi. Thì khi kiểm tra xong thì thấy trong này cũng có hai cái đăng ký, một cái là đăng ký cái dịch vụ vừa gọi nhỡ, là nếu khi mình ra khỏi vùng phủ sóng hoặc máy hết pin thì có đăng ký cái dịch vụ gọi nhỡ đó, thì nó sẽ thông báo lại cho mình khi mà máy mình mở lên, thì nó cũng là hay đó. Nhưng bây giờ mình cũng tiết kiệm nên là tôi cũng hủy cái gói cước đó. Rồi gói cước thứ hai là dịch vụ data dataset, tức là nó sẽ backup toàn bộ danh bạ dữ liệu của mình về máy chủ server của Vina, thì chi phí của nó là 10.000 đồng một tháng, thì tôi cũng bấm hủy luôn. Thì hai cái đó không biết rằng là ngày xưa mình có đăng ký hay không thì lâu quá rồi không nhớ đó, nhưng hiện tại thì sẵn đây mình cũng hủy luôn đó, một tháng cũng tốn hết mười mấy 20.000 nên mình hủy đó. Cái máy của bà xã đó, thì cũng xài mười mấy năm nay cái sim này, thì sau khi kiểm tra bấm TK đó, bấm TK gửi 123 thì cũng nhận được thông báo rằng là có nhận được một cái tin, bản tin gì đây, đó.
quý khách đang sử dụng đăng ký dịch vụ bản tin công nghệ. Đó, đây là bản tin công nghệ này. Đó. Thì trong đó, mỗi ngày đó, các bạn nhìn đây. Đó, mỗi ngày nó gửi cho mình một cái tin nhắn bản tin công nghệ, giá vàng, giá đô la gì rất là dày đặc đây, các bạn nhìn thấy này. Không biết là cả năm nay hay là mấy năm nay thì không biết, đó, ngày nào cũng nhận được những cái tin nhắn như thế này. Đó, thì lâu nay mình cứ nghĩ rằng là tin rác, hóa ra đây là những cái dịch vụ mình đã đăng ký, đó, kéo mỏi tay luôn không hết. Đó, ngày nào cũng có tin. Đó, và mình phải trả tiền cho cái dịch vụ tin nhắn này, nó thông báo cho mình một cái gì đó, cho nên là tôi cũng bấm hủy. Đó, sẽ tiết kiệm được cái chi phí là một tháng là có thể lên đến mấy chục ngàn đồng. Đó, còn những cái máy, những cái sim mà mới thì không có dịch vụ. Và vậy cho nên là bây giờ các bạn, những người nào đã sử dụng những cái sim cũ từ 1-2 năm trở về trước, đó, thì mình có thể kiểm tra thử xem là mình có đăng ký dịch vụ nào hay không. Thì theo như là Phan Đình Tùng nói rằng là không phải mình lỡ tay đăng ký, mà do nhà mạng đã cố tình tự ý đăng ký cho những cái khách hàng của họ, và mình âm thầm bị trừ tiền hàng tháng. Đó, các bạn có thể check lại thử xem những cái gói dịch vụ của mình để hủy đi nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn.